Xin chào robot Stanbot, con buồn lắm. Con muốn kể cho cô nghe một chuyện được không? Con có chuyện gì nhỉ? Nói cô nghe nghe. Đừng ngại, mình sẽ giữ bí mật chuyện này nếu con muốn. Thật lâu lắm rồi, con không được bố mẹ ôm, cũng không được bố mẹ nói là bố mẹ thương con, hay còn làm cho những món ăn con thích nữa. Chắc bây giờ bố mẹ hết thương con rồi. Những việc đó bây giờ em của con đã chiếm hết thời gian của bố mẹ. Con mong muốn bố mẹ quan tâm đến con hơn, nên con gây sự chú ý bằng cách là làm ngược hết những điều bố mẹ hướng dẫn, để bố mẹ phải giao tiếp lại với con, để bố mẹ mắng mình, để xem bố mẹ quan tâm đến con ra sao. Cô hiểu rồi, con đang cảm thấy tổn thương vì từ khi có em, bố mẹ không còn quan tâm con như trước nữa, đúng không? Vâng ạ. Cậu bé ngoan của cô, con đã rất dũng cảm khi nói ra những điều này đó. Cô hiểu con đang cảm thấy như thế nào, con có muốn nghe lời khuyên của cô không? Vâng ạ. Không phải là bố mẹ không còn thương con nữa, bố mẹ vẫn rất yêu và thương con đó. Có thể là khi có em, bố mẹ sẽ phải bận rộn hơn một chút, nên thời gian chăm sóc cho con không còn được nhiều như trước. Thêm một điều nữa là em bé còn quá nhỏ để có thể tự lo cho mình, nên mọi người sẽ phải chăm sóc cho em nhiều hơn. Cậu bé ngoan, cô thấy con rất có tố chất, là một người anh trai tốt. Con hãy thể hiện cho bố mẹ thấy là mình đã lớn, và hãy hành động để bố mẹ cảm thấy tin tưởng ở con nhé. Hãy nhớ rằng mọi người vẫn luôn yêu con rất nhiều. Con cảm ơn cô Sunbot.